Kênh Nhà Giá Rẻ Em Gái Miền Tây xin kính chào quý cô chú và anh chị. Đây là một trong những công trình bên em đã hoàn thiện. Cái này là vô hết 99% hoàn thiện rồi đó cô chú và anh chị ha. Thì hôm nay chỉ còn bên hông tường tô nữa là xong rồi đó. Và căn nhà của chúng ta là nguyên một dãy nhà, ở đây là có tất cả sẽ là 5 căn nhà. Với diện tích là ngang 5 dài 20 nhà hướng Tây, một trệt một lầu, có tất cả 4 phòng ngủ, sổ hồng riêng, đất phun thổ cư. Vị trí ở đây là ngay chợ Long Thượng, Cần Giuộc, Long An, giáp ranh với Bình Chánh chỉ tầm có 30 phút thôi. Nhưng mà được cái là nhà chúng ta là đường xe ô tô vào tới tận nhà. À, em quay đường cho cô chú anh chị đường xe hơi nha. Và đặc biệt với cái mẫu nhà thiết kế máy Nhật này là đang hot năm 2023, được rất nhiều khách hàng là rất là ưa chuộng. Thì bên em cũng xây dựng theo cái yêu cầu mà khách hàng thích, và xây xong là bán rất là nhanh. Hiện tại là căn này đã mới hoàn thiện, còn nóng hổi, dội quay liền để giới thiệu cho quý cô chú anh chị nào có duyên. Khi thấy căn nhà này mình vào xem hết video, nhớ xem rồi nhớ like, nhớ đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Rất đẹp luôn, một cái căn nhà với một cái ánh đèn chiếu sang trọng, ơi là đẹp nè ha. Nhà mái Nhật thiết kế như kiểu biệt thự luôn cô chú anh chị ơi. Đó, và khu vực ở đây là công trình nè, nó còn mấy căn nữa luôn. Rộng rãi và dân cư thì rất là đông đúc. Cô chú anh chị về đây là quá vui luôn. Mình đi chợ chỉ cần đi bộ thôi, không cần phải đi xe, vì nó quá là gần, ngay chợ Long Thượng, ngay trường học, ủy ban và bệnh viện luôn. Nói chung là vị trí là quá đẹp ha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà cùng em vào bên trong để mình xem kết cấu căn nhà. Nhìn bên ngoài thôi là đẹp, không dám đi vô bên trong luôn, tại nó đẹp quá trời, đứng nhìn hoài cô chú anh chị. Nhà mình thì đương nhiên có cổng rồi, cổng sắt bảo vệ bên ngoài rất là sang trọng. Có một cái sân đậu xe ô tô 7 chỗ luôn à ha. Và nhà mình sẽ có là một cái chỗ để trồng kiểng ha, à, mảng cây xanh bên em đang trồng. Mặt diện phía trước vẫn là ốp gạch đá bóng kính, rất đẹp luôn nè, màu xanh ha. Bên trong thiết kế phần nội thất sẽ là nội thất cơ bản như là tủ cầu thang, và có những cái bức tranh lụa như thế này, rất là sang trọng, làm căn nhà của mình nó nổi bật lên. Với một cái căn nhà diện tích ngang 5 dài 20 và mức giá siêu rẻ, cô chú anh chị ơi, chỉ cần trả góp 1,2 tỷ là mình có thể chốt căn nhà này được rồi đó. Tổng giá 2,6 tỷ, sổ hồng riêng ha. À, mặt dựng nha. Và đây là mặt diện phía trước nha. Đó, em quay cũng cận cảnh chi tiết cụ thể để cho cô chú anh chị mình ở xa dễ hình dung. Và chúng ta có thể thông qua kênh Nhà Giá Rẻ của Em Gái Miền Tây, mình có thể lựa chọn nhà xuống xem thực tế, chốt rất là nhanh. Thì bên em cũng hướng tới là bán nhà thực tế, quay thật, báo đúng nhà, đúng giá, đảm bảo uy tín, giúp đỡ quý cô chú anh chị đỡ mất thời gian khi xin nhà, đỡ mệt ha cô chú anh chị. Rồi, và đây là căn phòng ngủ dưới rồi ha. Ở đây tất cả là bên em ốp gà, ốp nhựa PVC nè, từ những cái cột này ha. Và ở đây có một bức tranh nè, cũng rất là đẹp luôn. Bên đây chúng ta sẽ có được một cái dàn tủ bếp. Wow, tủ bếp trên dưới. Trên thì sẽ có một quạt trần, quá tuyệt vời. Và phía sau đây chúng ta sẽ có một khoảng không gian nhà vệ sinh. Thì bên em cũng ốp gạch lên cao. À, gạch đá sơn vườn sẽ làm căn nhà của chúng ta thêm sạch sẽ hơn, mát mẻ hơn và thoáng mát cao ráo hơn á cô chú và anh chị. Đó. Và bên trong thì lại có nhà vệ sinh đầy đủ, từ những bồn tắm, phòng tắm, nước nóng lạnh gì có đầy đủ, có gương kính nè. À, rồi bây giờ em sẽ quay lên trần ha. Mình sẽ lên lầu. Wow, nhà rất là đẹp luôn, đèn nó long lanh lấp lánh, chiếu sáng luôn, nhìn thôi là đã thích rồi của chú anh chị. Máy Nhật thì nó lạ, nó sang, ngang nó dài và nó rộng, quá tuyệt vời. Và em thì thích siêu to, siêu rộng, siêu dài, giá siêu rẻ ha cô chú anh chị ha. Nhà mình sẽ có một cái giếng trời để đón gió ánh sáng. Đây, nhà đúc tấm thật, sàn thật luôn nha cô chú anh chị. Khi mà xuống xem chúng ta sẽ thấy được cái căn nhà nó chắc chắn và nó kiên cố. Được 4 phòng ngủ nè. À, ở đây là căn phòng đầu tiên, nhà mình sẽ đón được cái giếng trời là 2 cái luôn nha. Rồi đường lên cầu thang nè, rất 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 là tuyệt vời luôn.
Đó, và chúng ta sẽ có một căn phòng rất là rộng rãi luôn. Trên trần thạch cao. Đó, có đèn ha. Đèn chiếu lấp lánh đầy đủ luôn. Và bên đây thì sẽ có hai phòng ngủ đầy đủ cho mình nè, cô chú anh chị ơi. Phòng thì có cửa sổ thoáng mát luôn nè. Nhà thì rất là đẹp luôn á. Không biết nãy giờ cô chú anh chị mình xem từ đầu cho đến cuối mẫu mã mình có ưng chưa à? Nếu ưng rồi thì hãy alo để hẹn em xem nhà. Tới vị trí ngay chợ Long Thượng là em dẫn vào. Rất là gần. Ngay chợ Long Thượng luôn cô chú anh chị nha. Với một căn nhà giá tổng 2 tỷ 6 sổ hồng riêng. Đất Vinh Hộ Cư, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, gia đình ở 8 thành viên. Đường ô tô vào tới tận nơi với thiết kế mái Nhật hướng Tây. Quá tuyệt vời. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành hết thời gian để ủng hộ cho kênh Nhà Đẹp Giá Rẻ Em Gái Miền Tây. Kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn nha.